Xin trân trọng kính chào quý tôi con Chúa cùng toàn thể Hội Thánh. Sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau về đề tài đặc điểm của Hội Thánh vững mạnh. Và đây là một đề tài đối với tôi là một đề tài thực sự rất là khó khăn. Bởi vì tôi thực sự mới chăm sóc một bầy chiên nhỏ của Hội Thánh từ giữa tháng 7. Chúa cho tôi có những cơ hội để có thể phục vụ ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng thực sự để chăm sóc một bầy chiên một cách trực tiếp và gần gũi thì bắt đầu từ giữa tháng 7, tôi đến và chăm sóc cho điểm nhóm tại Tân Nhật. Và khi tôi suy nghĩ về trải nghiệm của tôi với một hội thánh, và tôi đặt ra câu hỏi rằng hội thánh vững mạnh là như thế nào? Tôi nhìn xem những điều mà những sách vở, những tin tức mà tôi biết được về hội thánh vững mạnh và có nhiều câu trả lời và nhiều điều khiến cho tôi phải suy tư. Và tạ ơn Chúa sáng hôm nay tôi sẽ không kể về những sách đó, nhưng chúng ta sẽ cùng với nhau suy gẫm điều mà một vị sứ đồ khi ông thành lập một hội thánh và ông nói về hội thánh đó như thế nào. Và ao ước rằng những điều mà chúng ta lắng nghe được lời của Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay đó là điều khích lệ chúng ta, thúc giục mỗi chúng ta sẽ đứng vào trong một vai trò những người sẽ đem đến sự vững mạnh cho hội thánh nhờ ơn của Chúa. Có một tác giả khi ông viết một cuốn sách và ông đặt ra mỗi câu hỏi như thế này: có người nào khi mà tham gia vào một câu lạc bộ, một hội đoàn hoặc là một nhóm nhỏ nào đó mà người đó không quan tâm gì tới sinh hoạt của nơi đó hoặc không quan tâm gì tới sự phát triển vững mạnh của nơi đó hay không? Chúng ta biết câu trả lời phải không ạ? Ít có người nào tham gia để cho có. Ít có người nào tham gia vào một câu lạc bộ, một nhóm nào đó chỉ để có mặt. Nhưng người đó sẽ quan tâm tới sự vững mạnh, sự phát triển của nơi mà mình dự phần vào. Và mỗi chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tham gia vào một hội thánh địa phương và theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ quan tâm tới sự phát triển và sự vững mạnh của hội thánh địa phương cũng như hội thánh chung. Và chúng ta đặt ra câu hỏi cho chính mình: tôi sẽ góp phần như thế nào vào sự phát triển và sự vững mạnh của hội thánh địa phương? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu xem một hội thánh vững mạnh, phát triển sẽ có những đặc điểm nào. Chúng ta cùng khảo sát với nhau ở trong thư Tesalonica thứ nhất. Và đây là bức thư cung cấp cho chúng ta một số điều để chúng ta có thể hình dung được sứ đồ Phao-lô khi ông nhìn về hội thánh, ông nói về một hội thánh vững mạnh với những đặc điểm như thế nào. Tôi xin giới thiệu qua về bố cục của chương thứ nhất để chúng ta dễ theo dõi điều mà vị sứ đồ đang trình bày ở đây. Mở đầu thư là câu đầu tiên, ông viết một lời chào thăm gửi tới hội thánh. Trong hai câu tiếp theo, ông viết lời cầu thai và cảm tạ về hội thánh. Câu thứ tư, ông mô tả rằng đây là một hội thánh được Chúa yêu, được Chúa chọn. Và rồi trong những phần sau, từ câu 5 cho đến câu 10, ông nói về đức tin của hội thánh, ông nói về tình yêu của hội thánh và ông nói về niềm trông cậy của hội thánh. Câu gốc mà chúng ta vừa đọc, đó là câu tóm tắt lại toàn bộ những cái phẩm chất của một hội thánh rất là nổi bật, hội thánh Tesalonica. Tôi xin phép được đọc lại ở đây: vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức tin, tình yêu, niềm trông cậy là ba điều mà vị sứ đồ luôn ghi nhớ về hội thánh Tesalonica. Ông cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì cớ có một hội thánh như vậy đang hiện hữu, và đây là ba phẩm chất mà hội thánh vững mạnh cần nuôi dưỡng và phát triển. Trước hết chúng ta tìm hiểu xem hội thánh Tesalonica được hình thành và phát triển như thế nào. Theo kỹ thuật ở trong sách Công vụ các sứ đồ, lần đầu tiên khi mà Phao-lô đến Tesalonica là trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Cùng đi với ông có Sila, còn gọi là Silvan, Timôthê và có lẽ những người khác. Lúc bấy giờ họ vừa mới rời khỏi nhà tù ở tại thành Philip, rồi họ đi về phía nam đến thành Tesalonica. Kinh Thánh cho biết rằng trong ít nhất 3 ngày Sa-bát liên tiếp, Phao-lô đã giảng dạy và thảo luận ở trong nhà hội. Sứ điệp phúc âm mà ông công bố tại Tesalonica đó là Đấng Christ đã chịu thương khó và đã sống lại. Đấng Christ đó chính là Chúa Giê-xu. Kết quả là có nhiều người tin vào phúc âm. Và đồng thời có nhiều người Do Thái, họ không chịu tin, họ
họ kích động một cuộc bạo loạn rất lớn. Đoàn truyền giáo của Phao-lô buộc lòng phải rời khỏi nơi đó để đi tới Bê-rê, rồi đi tới Athens. Riêng Timôthê được gửi quay trở về Thê-sa-lô-ni-ca để chăm sóc hội thánh non trẻ này. Và sau đó, chính Timôthê là người đã tường thuật cho Phao-lô về tình hình của hội thánh tại Thê-sa-lô-ni-ca. Và bức thư Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất được viết ra để trả lời cho những vấn đề mà Timôthê đã nêu ra và được gửi về cho hội thánh. Trọng tâm của bức thư này đó là lời kêu gọi, khích lệ mọi tín hữu trong hội thánh nuôi dưỡng nếp sống tinh kính trên đất này trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm. Chúa Giê-xu tái lâm là điều chắc chắn xảy ra. Hội thánh cần đứng vững ở trong niềm trông đợi đó, và đang khi chờ đợi Chúa trở lại, hội thánh cần được nuôi dưỡng để trở nên vững mạnh và phát triển. Đến đây chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, trở lại như câu hỏi ban đầu. Đặc điểm của hội thánh vững mạnh và phát triển như thế nào? Phao-lô nói về hội thánh Thê-sa-lô-ni-ca ở ngay từ đầu bức thư. Ông nói về địa vị của một hội thánh ở trong Chúa và việc mà Chúa làm dành cho hội thánh. Trước hết chúng ta xem xét thử địa vị của hội thánh. Hội thánh là những người ở trong Chúa. Trong lời mở đầu thư cũng là lời chúc, lời chào thăm đầu thư, Phao-lô giới thiệu ba đặc trưng quan trọng của một hội thánh địa phương. Điều thứ nhất, đặc trưng thứ nhất, đó là cụm từ ông nói về hội thánh ở thành Thê-sa-lô-ni-ca. Đây là một hội thánh địa phương với một tên gọi gắn liền với một vùng địa lý cụ thể, đó là thành Thê-sa-lô-ni-ca, một thành phố phụ thuộc vùng Macedon. Phao-lô đang nói đến một nhóm người cụ thể đang hiện diện trong một bối cảnh xã hội và thời gian cụ thể. Họ sống vào thế kỷ thứ nhất, họ đối diện với những nhu cầu nan đề như biết bao con người khác ở trên thế gian này. Họ là con người thật, hội thánh địa phương thật. Và hơn thế nữa, ở trong bối cảnh của Kinh Thánh Tân Ước, khi cái cụm từ hội thánh ở thành Thê-sa-lô-ni-ca được dùng, nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Phao-lô đang nói đến một nhóm người cùng chia sẻ một đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thần duy nhất và cùng có chung một niềm trông cậy về sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Hội thánh là như vậy. Khi chúng ta nói về một hội thánh địa phương, chúng ta không chỉ nói về một nhóm người, chúng ta nói về những con người đó đang mang trong đời sống của mình một niềm tin, một sự trông cậy và một cách sống đạo như thế nào. Hội thánh tại Thê-sa-lô-ni-ca là một hội thánh như vậy. Đặc trưng thứ hai, đó là cụm từ hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Tại sao điều này lại quan trọng? Lúc bấy giờ ở trong bối cảnh của thời Tân Ước, khi mà các cụm từ được dịch ra hội thánh, nó thường chỉ về một nhóm người chia sẻ chung cùng một sở thích, một tầm nhìn, một hoạt động. Nhưng mà ở đây ông Phao-lô nhấn mạnh thêm một ý tưởng rất là quan trọng. Nó là một cái đặc trưng không thể nào phân cách khỏi khi mà nói về hội thánh. Đó là hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Đó là một những con người có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu. Chữ trong mà ông dùng ở đây là nói về một mối liên hệ thuộc về cùng với nhau. Hội thánh địa phương này thuộc về Đức Chúa Trời. Họ không chỉ là một những con người thuộc về một địa phương cụ thể, đi nhóm chung một nơi chốn, nhưng mà họ thuộc về Chúa, họ ở trong mối liên hệ thuộc linh với Đức Chúa Trời. Họ xưng Chúa là Cha, họ xưng Chúa Giê-xu là cứu Chúa của họ, họ nhận lãnh sự sống từ nơi Chúa. Khi dùng cụm từ hội thánh ở thành Thê-sa-lô-ni-ca, chúng ta thường nói về một tổ chức của hội thánh. Khi dùng một cụm từ hội trong Đức Chúa Trời, chúng ta nói về địa vị thuộc linh của hội thánh. Hội thánh là những con người thuộc về Chúa, ở trong Chúa và đang hiện hữu giữa thế gian này trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Tại sao điều này lại quan trọng? Lắm lúc khi chúng ta đến dự nhóm với hội thánh, chúng ta vẫn mang trong mình một tư tưởng đây là một hội thánh địa phương. Có những giờ nhóm tổ chức theo trật tự, đầy đủ những chương trình. Lắm lúc chúng ta quên mất một sự thật rằng chúng ta đang thuộc về một cộng đồng, những con người ở trong Chúa, thuộc về Chúa. Tổ chức hành chánh là quan trọng,
Nhưng chúng ta đừng quên mất địa vị thuộc linh của Hội Thánh. Hội Thánh thuộc về Chúa. Và đó là điều căn bản để chúng ta suy tư về đặc điểm của một Hội Thánh vững mạnh. Sẽ ra sao nếu như một người đến và xem như đây chỉ là một tổ chức hành chánh, thì nơi đó sẽ đánh mất sức sống thuộc linh đến từ nơi Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Hội Thánh là một tổ chức, một nhóm người có địa vị thuộc linh, thuộc về Chúa. Điều thứ ba, ông Phaolô dùng một cái cụm từ rất là thường xuyên và nó mang một ý nghĩa rất là thân thương. Ông nói rằng anh em, Phaolô, Silvan và Timôthê, anh em. Phaolô đang nói đến một cộng đồng rộng lớn hơn của hội thánh địa phương tại thành Thessalonica. Hội thánh cần biết rằng hội thánh tại Thessalonica là một trong số rất nhiều hội thánh đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Những con người đó cũng đang chia sẻ cùng một niềm tin đặt nơi Đức Chúa Trời, cùng nhận lãnh một ơn cứu chuộc từ Chúa của Thế Giê-xu. Và chúng ta có một bức tranh về gia đình của Đức Chúa Trời. Chữ anh em là một từ ngữ để chỉ về một mối liên hệ ở trong gia đình. Và thậm chí khi mà Phaolô nói về Đức Chúa Trời, ông xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là cha, Ngài là cha của tất cả những người tin nhận Ngài. Đó là một bức tranh về một gia đình, nơi mà tất cả những tín hữu thuộc về nhau, thuộc về Chúa và có mối liên hệ gần gũi thân thiết với nhau như những người thân yêu ở trong gia đình. Đó là hội thánh không bị ràng buộc bởi địa lý, không bị giới hạn bởi thời gian lịch sử. Tất cả những ai tin Chúa đều thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, trải qua mọi thời đại, trải qua mọi giai đoạn lịch sử khác nhau. Đây là ba đặc trưng của hội thánh. Những con người thuộc về nhau, thuộc về Chúa và thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Đây là xuất phát điểm đầu tiên để chúng ta hướng tới một điều quan trọng hơn nữa rằng khi tôi thuộc về nhau, thuộc về Chúa, thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, tôi sẽ góp phần vào sự phát triển của hội thánh một cách cụ thể hơn. Như vậy thì điều gì đã tạo nên cái đặc trưng rất là đặc biệt này dành cho hội thánh? Ở trong câu thứ tư và câu thứ năm, ông Phaolô mô tả hội thánh là những con người được yêu, được chọn, được cứu chuộc. Hỡi anh em, được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được chọn và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Đây là hai đặc trưng tiếp theo của hội thánh. Hội thánh là những người được Đức Chúa Trời yêu dấu. Hội thánh là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Đối với người Do Thái, một nhà thần học khi mà ông nghiên cứu về cụm từ được Đức Chúa Trời yêu dấu, ông nói rằng cụm từ này người Do Thái chỉ dùng cho những nhân vật vĩ đại như Môi-se và Sa-lô-môn và cho chính quốc gia Israel. Và khi Phao-lô, một người Do Thái, ông dùng cái cụm từ được Đức Chúa Trời yêu dấu để nói về hội thánh, ông đang nói đến một đặc ân rất lớn mà Đức Chúa Trời đã dành cho những con người không thuộc về dân Do Thái. Tất cả những ai khiêm nhu tìm kiếm Chúa, những con người đó được Đức Chúa Trời yêu dấu. Đức Chúa Trời chọn lựa họ, Ngài cứu chuộc họ. Đức Chúa Trời cứu chuộc hội thánh bằng tình yêu và hành động chọn lựa của Ngài. Không phải là hội thánh chọn Chúa, nhưng Chúa chọn hội thánh, Ngài lập nên hội thánh, Ngài yêu hội thánh. Chúa ban cho chúng ta có tin lành. Chúa ban cho chúng ta có Đức Thánh Linh để hành động trong mỗi một người nghe đạo, để những người đó tin nhận Ngài. Và khi nhìn về lịch sử của hội thánh Thessalonica, hội thánh này được thành lập từ công tác truyền giáo của Phaolô, Sila và Timôthê. Sứ điệp tin lành mà hội thánh này nghe được đó là Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Ngài đã chết trên thập tự giá và đã sống lại. Trong bối cảnh của một dân tộc, một nhóm người đang thờ lại thần tượng, thì việc đưa một sứ điệp tin lành rất là mới mẻ vào trong đời sống của họ, vào trong niềm tin của họ là một việc cực kỳ khó khăn. Và tôi nghĩ rằng những ai trong quý vị ở đây đi làm chứng đạo, quý vị sẽ hiểu rõ vấn đề này. Không dễ để bắt phục tấm lòng và tâm trí của một người thuộc về một niềm tin khác. Nhưng mà ở đây Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng đã bắt phục tấm lòng đời sống của những con người thờ lại thần tượng này. Ở đây chúng ta thấy được
cách mà Chúa yêu hội thánh như thế nào. Chúa không chỉ sai phái những con người ra đi truyền đạo đến một vùng đất mở một hội thánh, chính Chúa đồng hành cùng với họ, chính Chúa hành động trong lòng của những con người chưa tin đó và khiến cho họ khi nghe phúc âm, họ biết Chúa, họ tin Chúa. Hội thánh không phải được thành lập bởi bàn tay của con người, nhưng bởi Chúa yêu, Chúa chọn và Ngài cứu chuộc. Như vậy thì Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài như thế nào trong hành động cứu chuộc này? Điều rất thú vị ở đây khi tôi đọc trong bức thư này, Phao-lô dùng khá nhiều từ ngữ để mô tả về công việc của Đức Chúa Trời. Ông mô tả rất là kỹ lưỡng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, mỗi một thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời hành động như thế nào để đem đến sự cứu chuộc cho hội thánh. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Chúa, bởi quyền năng lớn lao của Ngài, bởi tình yêu của Ngài, chính ba ngôi Đức Chúa Trời cùng hành động để thành lập nên hội thánh. Ngài không phải sai thiên sứ đến để mở hội thánh. Đích thân Ngài đến, Ngài can thiệp vào từ giai đoạn đầu cho đến khi hội thánh được thành lập và phát triển. Ở đây, Phao-lô mô tả Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng hằng sống và chân thật. Ngài là đấng làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với niềm tin của một hội thánh. Khi chúng ta giữ một niềm tin này, chúng ta biết được rằng chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Chúng ta đang thờ phượng một đấng sẵn sàng làm mọi điều để đem đến sự cứu chuộc cho con người khỏi tội lỗi. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu được gọi là đấng Christ, là Chúa cứu thế. Ngài là Chúa chúng ta, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã chết và sống lại, Ngài đang ngự trên trời và Ngài sẽ trở lại để giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Đây là toàn bộ những việc mà Chúa Giê-xu đã làm ở trên đất. Phao-lô đã rất khéo léo khi ông trình bày được toàn bộ công việc mà Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở nên con người, đã sống, đã chết, đã sống lại. Ngài đang nắm quyền như thế nào và Ngài sẽ trở lại để giải cứu ra sao. Hội thánh cần giữ niềm trông cậy chắc chắn vào công việc của Chúa Giê-xu để chúng ta thấy rằng ở giữa những thách thức, ở giữa những khó khăn mà một hội thánh đối diện, chúng ta có một đấng đang ngự trên ngai, đấng đó sẽ trở lại. Và điều thứ ba, Đức Thánh Linh là đấng đang vận hành ở trong công tác giảng đạo. Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ cho con người tiếp nhận đạo. Hội thánh vững mạnh nương trên quyền năng và sự hiện diện của Chúa để nhận lấy sự sống, để hiện hữu, để phát triển. Chúng ta khi nhìn vào một hội thánh, chúng ta nhìn vào với rất nhiều công việc cần phải làm, rất nhiều hướng cần phải định ra để hội thánh phát triển. Ở đây, chúng ta được một niềm khích lệ. Đức Chúa Trời, ba ngôi, chính Ngài đồng hành với chúng ta. Chính Ngài là đấng ban năng lực để những gì cần thiết cho một hội thánh phát triển vững mạnh, có đầy đủ tất cả. Chúa là đấng đã mang hội thánh vào trong cái chỗ hiện hữu giữa thế gian này. Chúa sẽ hành động để hội thánh trở nên những con người sống động bởi sự sống của Chúa. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện trong mọi sinh hoạt của hội thánh. Như vậy thì với một hội thánh, sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Chúa, những con người được cứu chuộc đó, họ sẽ sinh ra những phẩm chất như thế nào? Đây là điều mà Phao-lô cảm tạ Chúa về hội thánh. Để tóm tắt lại, có ba điều. Hội thánh là cộng đồng của đức tin, cộng đồng của tình yêu và cộng đồng của sự trông cậy. Khi chúng ta đọc câu kinh thánh này theo cách được phân chia như vậy, chúng ta sẽ nhận ra được rằng đây là ba phẩm chất của một hội thánh hết sức đặc biệt. Bởi đức tin, hội thánh này quay trở về với Đấng Christ. Họ cảm nhận được tình yêu của Chúa và họ phục vụ Chúa vì tình yêu. Họ kiên nhẫn vì niềm hy vọng đã đặt trước mắt họ. Họ thực hành đức tin của mình. Họ yêu Chúa trong hiện tại và họ yêu Chúa ở trong tương lai. Ở trong câu 5 đến câu 8, Phao-lô nói kỹ hơn về đức tin của hội thánh. Hội thánh thực hiện công việc của đức tin trong ba phương diện. Phương diện thứ nhất, họ
họ tiếp nhận tin lành trong lúc khốn khó, câu 5 và 6. Trước khi người Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận tin lành, họ là những người thờ lại thần tượng. Họ sống ở trong một xã hội không biết đến Chúa Giê-xu, nhưng bởi năng quyền của Thánh Linh, họ tiếp nhận tin lành. Họ đặt đức tin của mình nơi đấng Christ, là đấng đã chết và đã sống lại. Họ trở nên một hội thánh. Và điều chờ đợi họ khi mà họ tin Chúa, đó là sự bắt bớ. Họ đối diện với bắt bớ tới từ người Do Thái lẫn những người không tin ở xung quanh. Chúa làm một việc rất là kỳ diệu, rằng những con người rất là non trẻ ở trong đức tin này vẫn vững vàng. Họ tin chắc rằng khi tin Chúa, họ được Chúa tha thứ tội lỗi, và tất cả những điều đó quan trọng hơn những bắt bớ, những khó khăn mà họ đối diện. Niềm vui của sự tha thứ, được cứu chuộc, nó lấn át cả những sự bắt bớ, những khó khăn. Điều thứ hai, họ trở nên gương tốt về đức tin giữa vòng hội thánh. Tin tức về hội thánh này không chỉ giới hạn tại thành Tê-sa-lô-ni-ca mà còn loan khắp cả xứ Ma-xê-đoan, xứ A-chai. Một hội thánh giữ vững đức tin trong gian khó sẽ trở nên một lời chứng mang niềm khích lệ đức tin cho những hội thánh khác nữa. Khi chúng ta lắng nghe những tin tức về những hội thánh đang đối diện với khó khăn, rồi chúng ta nhận được tin tức rằng những con người đó vẫn giữ vững được đức tin của mình, vẫn giúp cho hội thánh phát triển trong gian khó, lòng chúng ta được khích lệ. Điều đó là điều diễn ra và thực sự ảnh hưởng tới chúng ta. Cho nên chúng ta được khích lệ không chỉ quan tâm tới những gì đang diễn ra ở trong hội thánh của mình, chúng ta cũng quan tâm tới những hội thánh khác và nhìn xem đức tin của họ như thế nào. Và chính chúng ta được khích lệ, được thúc giục để giữ vững lòng tin cậy của chính mình. Điều thứ ba, hội thánh này đã truyền rao tin lành khắp nơi. Hay nói cách khác, bằng một cách nào đó, hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trở nên một hội thánh truyền giáo. Kinh Thánh không ghi nhận rằng hội thánh này gửi đi bao nhiêu đoàn giáo sĩ, họ truyền giáo như thế nào. Tuy nhiên, ông Phao-lô nói rằng hội thánh này đã truyền giảng tin lành bằng chính đời sống đức tin của họ. Câu chuyện về đức tin của họ được truyền ra khắp vùng, không giới hạn trong một đến hai nơi nữa, nhưng mà khắp mọi nơi. Chúng ta thấy sức ảnh hưởng của một con người, một cộng đồng sống đức tin nó lớn như thế nào. Khi mà câu chuyện về đức tin của hội thánh được lan truyền khắp nơi, tin lành của Chúa cũng được phát triển. Khi tôi đến với điểm nhóm tại Tân Nhật, tôi tìm hiểu về quá khứ của hội thánh này như thế nào. Nó được khởi đầu vào khoảng năm 2006. Câu chuyện đó được kể bằng những con người đầu tiên, họ nhóm lại với nhau trong một cái chuồng gia súc của một cái tín đồ, và họ sửa lại cái nơi đó làm nơi nhóm họp. Dân cư ở nơi đó là những người từ nơi xa tới, họ đến nơi đó để làm việc, sinh sống, và tại nơi đó họ tiếp nhận tin lành trong cái gian khó và bây giờ vẫn còn rất khó khăn. Đó là một vùng đất đầy dẫy sự thờ lại thần tượng, bói toán, một vùng đất bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Nếp sống của những con người tại nơi đó đối diện với nhiều sự cám dỗ và yếu đuối. Nhưng mà khi tôi nhìn vào lịch sử của hội thánh từ năm 2006 cho đến tận thời điểm này, tôi biết ơn Chúa bởi vì Chúa dùng nhiều tôi con Chúa tới và họ phục vụ một cách trung tín. Có những con người khi mà họ từ lúc ban đầu tin Chúa cho đến bây giờ họ đứng vững vàng trong đức tin và họ trở nên những người gây dựng đức tin của những con người khác. Tin lành vẫn được nói ra một cách thường xuyên. Đó là cách mà một hội thánh được đứng vững vàng khi họ neo chặt đức tin của mình ở nơi Chúa. Họ biết được sự cứu chuộc của Chúa là quý giá. Họ biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong sinh hoạt của hội thánh, trong chính đời sống của họ. Đức tin của họ được vững vàng. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Khi chúng ta nhận biết được rằng Chúa là đấng như thế nào và Ngài đang làm gì trên cuộc đời của chúng ta, đức tin của chúng ta được vững vàng và câu chuyện về đức tin trong đời sống của chúng ta, của hội thánh chúng ta, nó sẽ được lan tỏa. Nó đem tới ảnh hưởng tốt lành cho tin lành của Chúa. Điều thứ hai, phẩm chất thứ hai mà hội thánh có được ở trong câu thứ 9, đó là tình yêu của hội thánh. Hội thánh tại nơi đây có một gương mẫu về tình yêu rất là đặc biệt.
Ông Phaolô nói rằng khi mà đoàn truyền giáo của ông tới, họ đã bày tỏ một tình yêu rất là đặc biệt với hội thánh. Ông Phaolô viết rằng: vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Chúng ta không biết rõ lắm, không có nhiều chi tiết lắm về cách mà Phaolô đã yêu thương hội thánh này ra sao. Nhưng điều mà chúng ta biết chắc chắn đó rằng khi Phaolô tới, ông mang sứ điệp tin lành đến cho hội thánh. Ông dành thời gian ít nhất là 3 tuần lễ để mà giảng đạo, để mà sống theo những gì mình giảng. Và lời giảng tin lành yêu thương của ông đã được minh họa bằng chính đời sống của ông. Hội thánh được bắt phục. Và hội thánh học theo cái gương mẫu tình yêu đó. Tình yêu của hội thánh được nhìn thấy không chỉ qua sự giảng đạo mà còn qua nếp sống đạo. Và đó là điều mà hội thánh Tesalonica đã nhận được. Và rất là thú vị ở đây, từ gương mẫu đó, hội thánh thực hành tình yêu. Họ thực hành tình yêu trong một cái khuôn cảnh rất là khắc nghiệt. Ở chỗ, hội thánh này mới được thành lập và họ đối diện với những bắt bớ rất là kinh khủng. Nhưng mà họ bày tỏ tình yêu bằng một hành động rất can đảm. Kinh Thánh mô tả lại rằng, hội thánh đứng ra chịu hết mọi sự bắt bớ mà nhóm người Do Thái nhắm vào đoàn truyền giáo của Phaolô. Hội thánh sắp xếp mọi việc rất chu đáo để đảm bảo rằng đoàn truyền giáo này được an toàn để đi tiếp. Hội thánh sẵn sàng hy sinh. Hội thánh sẵn sàng để chịu đựng. Để rồi tình yêu đó, tin lành đó sẽ tiếp tục được lan tỏa. Và điều thứ ba, nó cực kỳ quan trọng ở đây. Hội thánh không chỉ yêu mến đoàn truyền giáo, hội thánh yêu kính Chúa. Phaolô gọi họ là những con người đã trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông mô tả họ bằng 3 cái hành động. Hành động thứ nhất, họ trở lại với Chúa. Hành động thứ hai, họ từ bỏ hình tượng. Và hành động thứ ba, họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là một tình yêu thay đổi triệt để. Họ từ bỏ những cuộc sống cũ của mình để trọn lòng yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa, trung tín với Chúa. Đây là cốt lõi của tình yêu thương. Hội thánh thờ phượng Chúa. Khi hội thánh thờ phượng Chúa, hội thánh kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Chúa, và rồi hội thánh sẽ sống kính yêu Chúa. Phẩm chất cuối cùng, đó là lòng trông cậy của hội thánh. Hội thánh không chỉ hiện diện ở trên đất này trong một thời gian giới hạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Hội thánh cần giữ vững lòng trông cậy này. Hội thánh cần trông cậy nơi sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Kể từ khi tin Chúa, lòng trông cậy của tín hữu tại Tê-sa-lô-đi-ca không còn đặt vào những thần tượng vô ích, nhưng đặt nơi Chúa Giê-xu. Niềm trông cậy của hội thánh được mô tả rằng họ tin rằng Chúa là đấng đã chết, đã sống lại, Ngài đang ngự trên trời, Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ giải cứu mọi tín hữu khỏi cơn thành nộ ngày sau. Hội thánh giữ lòng trông cậy này, thì hội thánh sẽ đứng vững giữa những khó khăn bắt bớ. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết rõ được lý do mà chúng ta cần giữ cho hội thánh vững mạnh. Lý do đó chính là một niềm trông cậy chắc chắn rằng Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ đảm bảo sự công chính của Ngài được thực thi. Chúa sẽ làm trọn vẹn sự cứu chuộc của chính Ngài đối với hội thánh. Lắm lúc chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Có những chỗ khi họ đối diện với quá nhiều khó khăn, có những con người lui đi trong đức tin. Và chúng ta đau xót cho những trường hợp như vậy. Nhưng ở đây, Phaolô đang đưa ra một hình ảnh, một lời kêu gọi về một hội thánh ở giữa gian khó, đừng đánh mất lòng trông cậy của mình ở nơi Chúa. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca không phải là một hội thánh hoàn hảo. Thực ra không có hội thánh nào là hoàn hảo ở trên đất này. Khi chúng ta đọc ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chúng ta cũng thấy rằng Phaolô nói đến những con người yếu đuối ở trong hội thánh. Phaolô cũng nói đến những tranh chiến, những tội lỗi mà hội thánh đang đối diện. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây, ông nói về đức tin, tình yêu và niềm trông cậy của họ. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng, việc mà chúng ta nuôi dưỡng đức tin, tình yêu và niềm trông cậy
giữa bối cảnh của tội lỗi, của bắt bớ, của sự khó khăn. Đó là điều quan trọng và cần thiết. Tôi lấy ví dụ, khi đối diện với một vấn đề tội lỗi trong hội thánh cần giữ vững đức tin nơi Chúa là đấng đang hành động để làm trong sạch hội thánh. Hội thánh cần giữ vững đức tin nơi Chúa rằng chính Chúa cũng đang hành động để phục hồi những tội nhân ăn năn. Khi đối diện với một nhu cầu, hội thánh cần sẵn sàng bày tỏ tình yêu để có thể đáp ứng với nhu cầu đó. Và chúng ta, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã nhận được một thư ngỏ đến từ Tổng Liên Hội khi kêu gọi mỗi một hội thánh sẽ bày tỏ tình yêu bằng cách giúp đỡ cho những hội thánh đang đối diện với cơn bão. Và hội thánh đã đáp ứng. Khi đối diện với khó khăn bủa vây, hội thánh đừng đánh mất hy vọng vào Chúa. Ngài là đấng đã chết, đã sống lại và sẽ tái lâm. Hội thánh là cộng đồng của đức tin, của tình yêu và trông cậy. Bởi đức tin, hội thánh thực hành tình yêu. Bởi đức tin, hội thánh giữ vững niềm trông cậy. Bởi vì mỗi một người trong chúng ta, mỗi một thành viên ở trong hội thánh là những con người đã nhận lấy hạt giống của đức tin, tình yêu và niềm trông cậy từ nơi Chúa để làm lớn lên mỗi một ngày. Chính vì vậy, chúng ta được kêu gọi hãy tin quyết nơi ơn cứu chuộc của Chúa dành trọn cho cuộc đời của mình. Hãy thực hành nếp sống yêu thương, đức tin và trông cậy. Và điều cuối cùng, hãy trung tín trông chờ Chúa trở lại. Một hội thánh vững mạnh sẽ nuôi dưỡng những tín hữu vững mạnh. Và một hội thánh vững mạnh sẽ giúp cho mỗi một tín hữu đứng vững trong đức tin của mình, sống bày tỏ tình yêu và giữ vững niềm trông cậy ở nơi Chúa. Cầu xin Chúa dùng điều này để khích lệ hội thánh và chúng ta nhìn thấy được một gương mẫu, nhìn thấy được những điều mà Chúa đã muốn chúng ta xây dựng một hội thánh vững mạnh như thế nào. Amen.